Phó Ngoại trưởng Nga Sergei Ryakov cảnh báo Moscow có thể trả đũa Mỹ, đáp lại một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật hôm 25 tháng 7 mở rộng quyền kiểm soát của Quốc hội đối với việc Tổng thống Donald Trump có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga. Ông Ryakov nói các biện pháp trừng phạt mới sẽ phá hỏng cơ hội cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington. Quyền giám sát mới được đưa vào dự luật sau hơn một tháng đàm phán lưỡng đảng và vài lần trì hoãn một phiên bản trước của dự luật được Thượng viện thông qua với tỷ lệ áp đảo 97 trên 2 vào tháng 6. Dự luật vừa được Hạ viện thông qua bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Bắc Triều Tiên, ngoài các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vì nhiều lý do. Chính quyền Trump nay đồng ý với các lệnh trừng phạt, nhưng trước đó đã phản đối những thay đổi này. Nếu ông Trump không thông qua dự luật này, ông có thể đối diện với những phủ quyết của Quốc hội, và Quốc hội có thể không thông qua các lệnh trừng phạt đối với Iran và Bắc Triều Tiên mà chính quyền của ông ủng hộ.